thì chị Nam Em làm ơn á, nhắn tin cho bé Hường, liên lạc với bé Hường để mà chị em còn nói chuyện với nhau nữa, để mà bé Hường còn hẹn chị cái ngày ra sân bay đón bé Hường về Đà Lạt nữa để đi làm cho chị nữa. Sau khi được Nam Em hỗ trợ 20 triệu để mua vé máy bay về Việt Nam, thì mới đây bé Hường lại lên mạng kể khổ hiện tại không còn liên lạc được với chị yêu của mình nữa. Thì chị Nam Em làm ơn á, nhắn tin cho bé Hường, liên lạc với bé Hường để mà chị em còn nói chuyện với nhau nữa, để mà bé Hường còn hẹn chị cái ngày ra sân bay đón bé Hường về Đà Lạt nữa để đi làm cho chị nữa. Bé Hường cho biết nhà thuê bên Mỹ anh đang trả lại cho người ta để chuẩn bị về Việt Nam. Tuy nhiên đến thời khắc quyết định thì Nam Em bỗng nhiên mất hút, anh ra sức liên lạc nhưng đều không được. Anh chàng hết sức hoang mang, không biết lời hứa về Việt Nam tạo công ăn việc làm mà Nam Em dành cho anh liệu có được thực hiện. Thông qua livestream, bé Hường cũng gửi lời nhắn nhủ cho người chị ruột thưa của mình. Nếu xem được video thì hãy liên lạc với mình, vì giờ anh đang không trốn nương thân. Nhẹ dạ cả tin nghe lời Nam Em mà giờ anh khốn đốn vô cùng. Người mua được một chai thì nhiều người gấp lại nữa thì mua được nhiều chai. Vậy đi, còn không có thì cứ lên xin nào đủ vô thôi. Khi nào mà ông Bụp á cho bé Hường tiền mà mua 5 lốc dầu xanh với lại 5 lốc dầu xanh với lại mấy hộp sô-cô-la đi thì bé Hường đi về. Cộng đồng mạng xem xong những lời chia sẻ của bé Hường thì chán ngán tình chị em cảm lạnh này. Một người thì giờ còn không đủ tiền nộp phạt, người còn lại thì xin được một lần lại cứ xin mãi. Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích Nam Em, nếu đã hứa rồi thì nên làm cho chót. Em mới nhớ nè, hôm qua em hỏi chị em mượn tiền, chị mua 3,7 để em mở tiệm nail quá, chị không nghe chị nói là chị cho em mượn hay không gì hết trơn vậy. Không chỉ dừng lại ở Nam Em, kiếp nạn lần này của bé Hường còn dính tới cả Quế Vân, bạn thân của nữ nghệ sĩ. Khi chưa PK về bé Hường, cô nàng mạnh miệng bảo sẽ hỗ trợ hết mình. Vậy mà khi nói chuyện làm quen với nhau rồi, cô lại dở thói lươn lẹo, cười cho qua chuyện trước mọi câu xin xỏ của anh chàng. Hôm nay chị không cho em nhưng biết đâu ngày mai chị cho em, ngày mai chị không cho em biết đâu ngày mốt chị cho em, đúng không? Bữa nay tình cảm dành cho em chưa đủ thì biết đâu ngày mai nó đủ đầy sao? Hôm nay chị không cho nhưng ngày mai chị thay đổi, chị thương, chị gọi cho bé Hường em đâu giờ bé Hường ơi? Dạ em nghe này. Ôi chị quá, dân chị suy nghĩ lại rồi, sau khi nói chuyện với em chị tin tưởng với em, chị cho em tiền mua 5 lốc đắp dầu luôn. 5 lốc là nhiêu em? 1 lốc 50, 5 lốc 250. Ok, ngày mai cho số tài khoản này chị chuyển cho em nha. Dạ ok, em cảm ơn chị, trời suy nghĩ lại cho hả? Trời cảm ơn chị nha. Trời. Hiện tại dân tình soi ra được, Nam Em đã mở lại mọi tài khoản xã hội sau vài ngày im hơi lặng tiếng. Ai cũng tò mò liệu cô nàng có liên lạc lại với bé Hường để hàn gắn tình chị em ruột thừa, tiếp tục giúp đỡ anh chàng như lời cô đã hứa hay không. Còn bạn có nghĩ lần này bé Hường sẽ có cái kết tốt đẹp khi dây dưa với Nam Em? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Pin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!